chùa nào cũng làm vậy hết. Nhưng mà có một cái điều thầy thấy rằng chỉ được mới một câu một nửa thôi, còn một nửa nó chưa. Là vì sao? Mình tụng kinh, mình lại Phật là có phước. Quý vị tụng một bộ kinh quý vị có phước, quý vị tụng một trang kinh quý vị có phước, quý định là quý vị tụng bất cứ ít nhiều gì kinh của Phật là quý vị có phước. Tôn giả A Nan cái kiếp trước là ngài chuyên tụng kinh Đại Thừa, cho nên cái kiếp này đó ngài sinh ra là cái ngoại hình của ngài đẹp và cái nhớ của ngài đặc biệt. Đức Phật thuyết pháp 50 năm, tôn giả A Nan làm thị giả, những cái lời của Phật mà A Nan nhớ, A Nan thuật lại giống như cái bình này mà rốt vào cái bình này là không đổ một giọt nào hết. Thì quý vị thấy là cái sức nhớ của A Nan vĩ đại, là nhờ kiếp trước ngài tụng kinh Đại Thừa cho nên ngài được cái phước. Còn mình y vào lời kinh mình tu thì giải thoát, mà mình tụng thì chỉ có phước thôi. Lại Phật thì có phước, tụng kinh thì có phước, nhưng mà mình tu đúng trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh thì mình được giải thoát, cho nên mình lại mình có phước thôi. Thế vì cái lại Phật thì vì có phước, nhưng mà quý vị sám hối thì quý vị phải làm cách sao? Bây giờ chúng ta mới bắt đầu sám hối này. Thì mình đứng dậy mình chắp tay mình này. Cái tội quá khứ thì con xin sám, cái lỗi lầm tương lai con không dám tái phạm. Nam mô Phổ Quang Phật. Mình phải nói như vậy mình lại Phật mới được, mới sám hối. Rồi mình đứng dậy mình nói thầm thầm rồi: cái lỗi lầm quá khứ con xin sám, cái việc tương lai con xin hối. Nam mô Phổ Minh Phật. Tức là mình phải nói cái lời sám hối tự tâm của mình, rồi mình lại Phật, thì cái việc làm của mình, cái tội của mình nó mới tiêu trừ. Chứ không mình lấy cái lễ là mình lại không rồi mình có phước thôi. Nhưng mà phải nói cái lời sám hối. Cái việc quá khứ thì con xin chừa bỏ, cái lỗi lầm tương lai con không dám tái phạm. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Cứ mình như mình cái lời mình sám hối mình nói lầm thầm, cái mình không nói lớn lên. Còn cái danh hiệu Phật thì mình đọc lớn lên. Cứ như vậy đó, thì tội nào không dứt, nghiệp nào không tiêu, chướng nào lại không diệt, không hết. Như vậy đó, đúng cái nghĩa là sám hối. Còn cái đoạn đây là quý vị lại không, lại hết 88 lại, nhưng mà cái tánh nào tật nấy, ra khỏi chùa rồi cũng bình thường. Đúng không? Bình thường. Rồi thầy kể cái chuyện sám hối quý vị nghe. Ở cái làng của thầy đó, cái chợ của thầy đó, có vợ chồng ông Tám Mục đã chuyên làm nghề sát sanh. Ông vô trong cái làng của thầy, ông mua một con heo mà nó bỏ ăn, thì gia đình người ta bán, mà con heo đó là nó sắp sanh. Thì ông tính rằng ông mua con heo đó về rồi thì ông làm cái thịt con heo nái, thì ông không kể, nhưng mà trong đó có mấy con heo con, ông quay ông bán cho người ta đi cúng lăn ông bà chiểu 30 tháng 7 âm lịch. Cái lời của ông là mấy con heo con đó, chứ không phải là cái con heo mẹ đâu. Khi đem về thì khuya 3 giờ bà vợ của ông dậy đó, nấu nước chuẩn bị để ông dậy ông làm con heo đó. Thì bà bưng cái đèn mà đi ngang cái chuồng chỗ nhốt con heo đó, bà thấy một người đàn bà ôm 6 đứa con. Bà bưng cái đèn bà rọi kỹ lại, bà thấy rõ ràng bà lên mà đánh thức ông chồng vậy. Thì hai vợ chồng đều thấy rõ ràng là một người mẹ ôm 6 đứa con. Như vậy con heo mẹ đó trong bụng là có 6 con. Sáng hai ông bà đóng cửa đi tu hết, chồng đi tu, vợ đi tu. Mà cái thời gian đó là ông bà đi tu trước thầy. Vậy là lúc đó thầy còn nhỏ mà, trước thầy 1-2 năm gì đâu. Mãi cho đến
cái thời gian mà ông biết được cái lai lịch thì lâu quá. Đến năm 2000 thầy ở chùa Đại Tòng Lâm, thì cái mục sư ở chùa Ninh Sơn nó mới lên chùa Đại Tòng Lâm mới mời quý thầy xuống dự lễ chung thất cho ông Tám. Thầy hỏi cái người chết đó là sao, quê quán ở đâu. Thì cái sư mà đi mời đó, sư mới nói ông Tám đó là người ở Cần Đước Chợ Đào, quê của thầy. Thầy biết rồi. Thì sư đó mới kể thế này: tội nghiệp ông Tám lắm, ông biết là cái nghề của ông là cái nghề sát sanh, cho nên từ khi mà ông vô chùa ông tu, ông dành hết cái thì giờ để sám hối. Nhưng mà còn một tháng nữa thì ông chết. Thì khuya là 2-3 giờ ông thức dậy, thì ông khẹt khẹt giống như là con heo mà mình đâm nó rồi nó la. Ban đầu nó la đến chưa này, hơi tàn sức ngoại của nó hết la rồi, nó khẹt 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 rồi nó chết. Thì ông Tám, cái hiện tượng đó là trước một tháng khi ông Tám chết. Thì chư tăng ở chùa đó mới thấy vậy, mới thành tâm lập cái đàn sám hối. Chứ bây giờ gia đình ổng đâu còn ai đâu. Nghe nói vợ cũng đi tu mà vợ ổng thì chết trước, thì ổng thì chết sau này. Cho nên chư tăng họ mới lập đàn sám hối. Thì 3 ngày nữa ông Tám từ trần, thì không còn nghe khọt khẹt ban đêm nữa, tức là 3 ngày. Nhưng mà trước đó một tháng thì chư tăng họ phát hiện rồi, khuya ông dậy ông khẹt. Thế là quý vị sẽ thấy cái phương pháp sám hối rất là công hiệu và có kết quả. Khi Đức Phật còn tại thế, một cái việc nó xảy ra như thế này. Thái tử A Xà Thế là nhốt vua Tận Bà Sa La cho đến chết. Thì sau khi vua Tận Bà Sa La chết rồi, thì một hôm trên cái mâm cơm đó, thì hoàng hậu Vi Đề Hy với con của thái tử A Xà Thế, như là vợ con của thái tử Xà Thế và hoàng hậu Vi Đề Hy ngồi chung cái mâm cơm đó, thì con chó nó dưới đất, mà đứa con của thái tử A Xà Thế thì thương con chó, cho nên đòi con chó lên ăn chung cái mâm cơm đó. Thì thái tử A Xà Thế thấy vậy mới hỏi hoàng hậu Vi Đề Hy chứ: lúc mà phụ vương con còn sống, phụ vương có thương con không? Thì hoàng hậu Vi Đề Hy mới nói: cha nào không thương con. Mẹ nhớ rằng khi mà sanh con, cái ngón tay của con có cái bọc mủ mà con khóc suốt đêm cả triều nổi, không ai ngủ được hết, mà các lương y trong triều thì không chữa được. Thì phụ vương con mới đến, mới lấy cái miệng ngậm cái ngón tay có cái mũ đó, nút hết cái mũ đó. Nhưng mà ông không có dám lấy cái miệng ra, sợ con rát con đau. Để cái ngón tay đó mà phụ vương con ngậm để cho con ngủ một giấc ngủ ngon lành. Cha nào không thương con. Thì bây giờ thái tử A Xà Thế nghe mẹ mình nói lại, ông mới hối hận, ông giết phụ vương, ông mới lên kỳ viên tinh xá, ông thưa Đức Phật: cái tội của con là cái tội giết cha, bây giờ con hối hận, con biết con sai lầm, xin Thế Tôn tha thứ cho con và dạy cho con cái cách nào để con chuộc lại cái lỗi lầm đó. Phật mới nói với thái tử A Xà Thế rồi: cái tội giết cha là ngũ nghịch tội, phải đọa địa ngục. Nhưng nay A Xà Thế biết hối hận ăn năn, và Thế Tôn dạy cái phương pháp sám hối. Nhờ cái phương pháp sám hối đó, và Đức Thế Tôn chứng minh
sau khi A Xà Thế chết không đọa địa ngục mà được sanh về các cõi trời. Như vậy thì kinh chép để lại cái sự tích mà tội lớn nhất là tội giết cha, mà A Xà Thế thành tâm tha thiết để sám hối cái lỗi lầm của mình, được Đức Phật dạy bảo và Ngài chứng minh, thì kết quả là sau khi A Xà Thế chết không đọa vào địa ngục mà được sanh thiên, thì cái phương pháp sám hối hết sức là mầu nhiệm và hết sức là linh cảm. Câu chuyện thứ ba là thầy dạy cái lớp Trung cấp Phật học ở Đại Tòng Lâm, thì có một tăng sinh là ở Biên Hòa. Chiều hôm đó thì tăng sinh mới đến phòng thầy, mới tâm sự với thầy rồi. Con có một bà cô ruột năm nay 46 tuổi ở Biên Hòa. Cô con làm cái nghề là mỗi đêm thì cô con đi giết 20 con heo. Bây giờ cô con nằm tại giường bệnh đó là 5 năm mà không chết. Hình hài chỉ còn cái bộ xương cách trí không. Nhưng mà khuya chừng 1-2 giờ đó thì cô còn ho dài 3 tiếng thôi, thì khạc ra một cái cục máu dính ở trong cái vách đó. Mà hiện bây giờ là cái dấu máu đó dính ở trong cái vách chỗ cô con nằm là không biết bao nhiêu dấu nữa mà không chết. Thì tăng sinh nó kể cho thầy nghe như vậy. Thầy nói thôi được, để thầy xin phép với thầy hiệu trưởng, rồi tuần sau đó thầy trò mình lên tới đó, thầy xem thử coi tình hình nó như thế nào. Thì sau một tuần thầy mới dẫn 4 tăng sinh với thầy lên tận nhà ở Biên Hòa đó. Thầy bước vô cửa thầy thấy cái cảnh hải hồn, trên cái đầu giường của cái người bệnh đó để một cái thao, ở trong cái thao đó nó có cái tấm thớt và cái dao mà cô và năm heo đó cắm trên cái tấm thớt đó để trước cái đầu giường đó. Mình bước vô mình thấy cái cảnh nó hải hồn. Rồi cái chú tăng sinh mới kể sư phụ dồn rồi cái vách trên sư phụ thấy cái dấu máu ban đêm cô con mặt ho mặt khạc vô trong cái vách trên sư phụ thấy rồi, thấy hết còn cái chỗ nào để mà diễn tả không? Thầy nói thôi được rồi, đây là cái nghiệp đó con, cái nghiệp sát sanh. Bây giờ thầy thì không ở lâu được, nhưng mà mấy chú thì thầy có thể thầy về thầy xin nhà trường cho mấy chú ở lại một tuần, rồi lập một cái bàn Phật nghe nè, rồi các chú ở lại thầy niệm hương, thầy khai kinh từ bi sám pháp đạo tràng, rồi mấy chú ở lại mấy chú sám hối nghe nè, nói rõ tên tuổi của cái cô này, nó rõ ràng là sám hối, rồi thầy khai kinh thầy đi về. Thì 4 tăng sinh ở lại đó là họ sám hối đúng một tuần. Thì cái ngày cuối cùng hết đó là 5 giờ chiều thì mấy chú nó mới điện về, sư phụ ơi, cô con chết rồi. Thầy nói thôi được, vậy là mấy chú an tâm, thì sẽ chở một số tăng sinh nữa lên trên đó để lo hậu sự cho cô. Thì nhà trường có xe 12 chỗ, thì xin phép với hòa thượng hiệu trưởng này chở thêm một số tăng sinh lên trên Biên Hòa làm lễ tẩn liệm rồi tụng kinh rồi lo cái hậu sự cho cái cô đó. Như vậy thì quý vị thấy rồi, nếu mình nhiệt tâm nhiệt tình đem cái thâm tâm của mình khẩn thiết mà sám hối thì sẽ có kết quả. Bởi vì sao? Nếu như không có kết quả thì cái câu chuyện ngộ đạt quốc sư ở trong từ bi sám pháp đạo tràng, Ngài để lại cho mình một cái tác phẩm, một cái nghi thức sám hối mà chính bản thân của ngộ đạt Ngài thực hiện, Ngài có kết quả. Thậm chí như Ngài ngộ đạt làm quốc sư, thế mà cái quan hồn mà ngày trước đó viên án mà triệu thố đó, bây giờ nó phải trả cái nghiệp là cái mục ghẻ nó mọc lên ở cái đầu gối lớn bằng cái trái bưởi cắt đôi như vậy.
tức là không ai chữa được, không ai chữa được. Đến khi ngài đến cái suối giải quan đó, ngài Nhã Ca Bồ Tát là cái vị tăng ngày xưa mà Trí Quyền là giúp đỡ, mà trước khi thầy trò chia tay đó, Nhã Ca Bồ Tát mới nói: ngày sau cuộc đời tu hành của ông có cái gì trở ngại, ngài cái đến nơi đó tôi sẽ giúp ông. Thì chính là cái suối giải quan đó, Nhã Ca Bồ Tát là giúp cho ngài Ngộ Đạt là sám hối. Thì cuối cùng ngài ở lại tại cái suối giải quan đó, ngài viết gọi là Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng. Thì năm 2004 thầy đi quan pháp ở bên Ông Châu, thì hôm đó thầy ở tại chùa Đại Bi của thầy Phật Đạo, thì anh Phật tử đó ở Đan Mạch, anh nghe thầy qua, anh mới đem xe qua, anh chở thầy về nhà anh. Anh mới kể thầy nghe: thầy của mẹ con đau cái gì mà bên Đan Mạch này bác sĩ giỏi lắm mà tìm không ra được cái bệnh mẹ con. Thầy hỏi: chứ bệnh mẹ chú bệnh cách sao mà bác sĩ tìm không được? Mẹ con chỉ nhịn ăn thôi, một lần bà nhịn ăn 15 ngày, 10 ngày chỉ sáng uống nước, tối uống nước, nhưng mà bà rất là giỏi. Hai mẹ con đi làm suốt ngày, mẹ con ở nhà làm tất cả mọi việc như là người giúp việc rồi đó. Không có cái gì bà làm không được, nhưng mà không ăn. Khi mà bà ăn trở lại đó, thì bà ăn một ngày 3 con gà. Mà thầy nghĩ rằng ra ngoài shop mà mua gà về bà bỏ lên cân, bà cân đúng cái trọng lượng của bà, chứ mà dưới là bà quất thùng rác bà không ăn. Mà thầy nghĩ là 3 con gà đó làm cổ mà đãi là 20 người ăn hết rồi, mà má con ăn hết ngày 3 con gà, còn những cái việc linh tinh là khác nè. Nhà có 2 mẹ con rồi. Thì chú nói vậy xong nghe bà mẹ nói, nó nói thêm từ đó: thầy, ở nhà có 2 mẹ con, nó ăn cái gì tôi ăn cái đó, chứ ăn gì dữ vậy, ma quỷ nó ăn chứ ai ăn. Thì bà tự bà nói thôi chứ không nói gì. Thầy nói: thầy tôi kiểm tra lại coi. Tôi kiểm tra xong thầy mẹ nói là ở trong người bà có 1 người họ ăn chứ không phải bà ăn. Thầy xác định vậy đó. Cái bà mày đưa tay bà chỉ cái con nữ này nè, nó gian ác lắm. Hồi kiếp trước á, nó ỷ nó có tiền, nó mướn người ta giết tôi. Tôi theo tôi báo nó là 3 đời rồi. Mà nhờ cái cậu nam này nè, chỉ cái người con của bà đó, cái cậu nam này nè có hiếu lắm. Đi làm cả ngày chứ về rồi tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Nhờ vậy đó mà đỡ, chứ không thôi tồi tệ nữa. Thì bà nói vậy thầy nói rõ ràng. Như vậy là con thấy đây là hậu báo, không ai làm được hết. Thôi bây giờ mẹ con còn thấy đường, còn mảnh giỏi, con đi làm về tối con dẫn mẹ con lên bàn Phật, nhà có thờ Phật đều trang nghiêm lắm. Rồi con khai Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, con sám hối mẹ con, sám hối cái chỗ nào lại thì con hướng dẫn cho mẹ con lại, cái chỗ nào tụng thì 2 mẹ con ngồi xuống tụng. Cứ như vậy con sám hối Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng thì sẽ có kết quả. Thầy nói vậy đó. Thì chú mừng rồi, chú nói con này 40 mấy tuổi mà không có lập gia đình. Thầy biết mà, cái tình trạng của má con mà con cứ vợ về mà vợ con nó thấy cái tình trạng nó chạy 8 cây số nó không dám dồn lại nữa, cho nên con không dám lập gia đình, chờ chừng nào mẹ con hết bệnh con mới lập gia đình. Thì như vậy là 2004 thầy gặp cái bà đó tại Đan Mạch, cho đến 2011 là chú đó chú điện về, chú nói thưa thầy là mẹ con đã hết, vậy ăn bình thường không có nhịn đói nữa. Như vậy là cái nghiệp đó nó dứt được, cho nên bà sinh hoạt lại bình thường không còn. Như vậy là quý vị thấy rằng sám giả tiền khiên hối kỳ hậu quả, nhờ cái pháp sám hối đó mà là những cái quan gia trái chủ họ giận hờn, họ ghét bỏ, họ thù hằn, nhờ cái pháp đó mà họ đã hoan hỷ được, họ xả bỏ được. Thì cái nghiệp chướng
nó mới được. Vì vậy cho nên ở trong giới của nhà Phật thì Đức Phật thường dạy rằng chúng ta thường xuyên phải sám hối. Cái câu chuyện này nữa quý vị mới thấy rằng hết sức là đặc biệt. Cái sư cô này là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh, mà cô tu á, mà pháp qua cô lại một chữ một lại thì quý vị thấy là cổ tu nghiêm mật. Pháp qua là hơn 8 muôn lời thành 7 cuốn, thế mà còn đọc một chữ cô lại một chữ, còn đọc một chữ cô lại một chữ. Thì câu chuyện của nhà cổ thế này, em ruột của cô đó thì là tư tình với người chú ruột mang bầu, thì cô thấy cái chuyện này nó loạn luân. Thì cô nói sao đó mình không biết. Thì cái cô em đó là chết, mà trong khi đó cái bào thai trong bụng là 4 tháng. Thì thầy hỏi sư cô, thì sư cô nói là con chỉ khuyên em con nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà thật sự là sư cô nói chứ cái gì nó bức xúc cho nên cái người em nó mới chết. Nhưng mà chuyện gia đình của người ta thì sao mình biết được. Nhưng mà bề ngoài thì cô nói với thầy cô sau đó thì cô lên bàn Phật, cô thắp hương rồi cô mặc áo, cô đắp y, cô lên cô thấy đen hết, cô không thấy gì, cô tụng tụng kinh được rồi. Cô thấy đen hết, cô sợ quá. Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba là cô hết chịu nổi rồi. Cô mới lên cô thưa với Hòa Thượng là thầy của cô đó. Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói xuống tại thất của cô đó, Hòa Thượng sám hối 100 ngày, đúng 100 ngày thì cô thấy ánh sáng lại hoàn toàn. Nhưng mà trong lúc đó thì thầy hỏi thì cô chỉ nói rằng cô biết cái chuyện đó loạn luân, em con với chú con đã làm cái chuyện đó thất đức thất nhân, cho nên con khuyên lên em con thôi chứ không có gì. Nhưng mà nó chết 1/2. Thì sau khi cái người em nó chết thì cái quan hồn đó là cái đứa nhỏ đó là nó chết quan rồi. Còn cái người lớn đó thì họ ưng chết hay là họ bị bất tử họ chết mình chưa biết. Nhưng mà cái quan là cái quan hồn, cái hài nhi trong bụng nó trở về nó báo quan. Nhưng mà cái cách thức nó báo đó thì nó không cho cô tu hành được, chứ nó cũng làm cái gì nặng nề lắm. Nhưng mà cô biết cái lỗi lầm của cô đó, do cái lời nói của cô đó mà lời nó xảy ra cái chuyện đó. Cô về cô thưa với Hòa Thượng thì Hòa Thượng quan hỷ là tịnh thầy trò mà, cho nên là Hòa Thượng xuống cái thất của cô đó, Hòa Thượng lập cái đàn sám hối 100 ngày thì tự cô thấy cái bằng Phật trắng lại bình thường, cô tu hành bình thường. Đó là cuộc đời của thầy. Thầy chứng kiến bao nhiêu chuyện mà do sám hối này đem lại kết quả. Mấy câu chuyện thầy kể hồi sáng ở Bạc Liêu đó, nếu như hai sư cô với gia đình nữa mà không nhiệt tâm sám hối thì chưa chắc rằng cái bà này, cái cô gái ở cái nước này đã nhập vô cái bà ở Bạc Liêu này đến chừng nào họ mới ra. Mình chưa biết cái sự việc nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Nhưng mà nhờ hai sư cô này, thầy nói thầy ở không có được, thầy phải về, thầy ở không được, gia đình họ kéo, nếu họ năn nỉ họ khóc lắm. Thầy nói công chuyện thầy quản pháp, thầy đạo tràng đối người ta, thầy bỏ không có được, thầy phải về, thầy đi thuyết pháp chứ thầy không ở được. Tội nghiệp cái người chồng với người con trai nó, họ ra xe rồi họ đứng xe họ biểu tình luôn, họ không cho thầy về. Thầy mới nói hai sư cô ráng đi, bây giờ thầy ở lại, thầy niệm hương, thầy khai kinh nha. Rồi hai sư cô cùng với gia đình là chồng con cháu chắc gì đó, anh chị em gì đó tập trung phải tầm tầm sống hối, chứ không coi là cái linh hồn của cái cô gái này cô ở trong cái bà này hoài đó chứ không ra đâu. Họ sợ quá cho nên họ tâm tâm họ sám hối. Rồi cuối cùng đó là sáng lúc đó là lúc cũng 10 giờ thầy khai kinh, lúc đó 10 giờ và đến 3 giờ chiều ngày hôm sau là cái linh hồn của cái cô gái 12-11 tuổi ở cá nước đó là xuất ra, cho nên cái bà này phải chết để làm liệm làm đám tang rồi nhờ cái phương pháp sám hối. Như vậy là cuộc đời thầy đâu có dài lắm đâu. Như vậy thầy đi tu nên 55 năm, mà tất cả những cái chuyện đó thầy góp nhặt cát đá thầy ghi lại ra trong vòng 30 năm, mà thầy thấy rằng cái phương pháp sám hối của nhà Phật thiệt là
có hiệu quả. Thế thì cái năm mà thầy học ở Hải Đức, ở Nha Trang đó, có cái người Mỹ đó chuyên môn làm bánh cho là sĩ quan hải quân của hải quân đó. Mới lên viện Hải Đức, chú Nhật, chú lên viện Hải Đức chú chơi. Rồi nói chuyện này chú nói tiếng Việt rành lắm, nghĩa là cái tiếng lóng của người Việt Nam mà cái người Mỹ này biết rồi. Chẳng hạn như con quà, con ngựa đen thì nói khác, mà con gà đen thì nói khác, mà con chó đen thì nói khác. Ví dụ như con chó đen này loại gọi là con chó mực chứ không gọi là con chó đen, mà con ngựa đen thì nói con ngựa chứ không nói con ngựa đen. Con gà thì nó con gà quả chứ không nói con gà đen, mà tất cả đều đen hết. Mà cái người Mỹ này họ nói được rồi, họ nói tiếng Việt là nhưng mà chú nói với thầy, gia đình chú là đạo Tin Lành, nhưng mà chú đọc cái tác phẩm của một người bạn đi tu ở bên Đức viết một cái tác phẩm đó gửi cho chú, cái bản thảo chưa có in. Chú về chú mới đọc. Thì khi chú đọc cái tác phẩm ra rồi, chú thấy là có những cái điểm mà chú tâm đắc với đạo Phật, chú đổi đạo, gia đình chú đổi đạo. À, tình cờ thì năm 72 thì người Mỹ hợp bình vợ về nước. Thì năm 72 đó thầy cũng còn một năm nữa, sau năm 73 thầy mới mãn khóa. Thì hai người không gặp nhau mãi cho đến 2011 là thầy đi giảng ở ngoài Phan Rang, thầy mới đến cái quán ở ven biển đó. Thầy ngồi thì đem đồ ăn của thầy trong xe ra đó ăn, mình chỉ mua cơm của nhà hàng đó thôi. Còn cái bàn bên kia thì mấy ông Tây ổng ngồi ổng nói xì xào đó. Thì cái ông Mỹ đó ổng mới tìm được thầy, ổng tới ổng mừng quá, ổng mới gọi ổng nắm tay nắm chân ổng ôm chặt ổng nói cái thầy mới hỏi chứ bây giờ chú qua Việt Nam làm cái gì, hồi xưa chú làm bánh cho sĩ quan, bây giờ chú qua Việt Nam chú làm cái gì? Chú mới nói là bây giờ chú có một cái hội để chú cũng về Việt Nam đó, chú tìm mấy cái đứa trẻ mà sức nuôi đó, chú chở qua Mỹ này chú giá. Bây giờ chú làm được cái hội từ thiện đó, thì mỗi năm chú đi một tỉnh, cái năm nay chú đi cái tỉnh là Ninh Thuận, tức là Phan Rang đó. Thì chú ra ngoài Phan Rang đó, bên cái thương binh xã hội đó, họ mới gom hết mấy đứa trẻ trong cái tỉnh đó. Chú đem nó về Mỹ, chú có cái hội đó, chú giá sức môi, chú nói thầy chú làm từ thiện không? Thôi thì nói chuyện một hồi rồi chú mới nói là gia đình tôi đổi đạo hết rồi, bây giờ tôi quy y với Đức Đạt Lai Đạt Ma và Phật tử, chú nói pháp danh đàng hoàng. Tôi hỏi lý do làm sao mà chú đổi đạo. Chú mới nói là thằng bạn tôi nó đi tu ở bên Đức á, mà nó viết một cái tác phẩm đó, nó gửi nó cho tôi mà chưa có in, mà tôi đọc tôi có mấy cái điều tôi tâm đắc, cho nên tôi gia đình tôi đổi đạo hết. Thầy mới hỏi chứ chưa tâm đắc cái điểm gì? Thứ nhất là sám hối, cũng là sám hối nữa. Chú mới tiết lộ cho nó là sám hối, bởi vì đạo Phật á, thì Đức Phật nói rằng cái tội của mình làm là do cái tâm của mình, chứ không phải là do cái tai, không phải do cái thân, mà do cái tâm. Bây giờ mình muốn hết tội là mình đem cái tâm của mình là ăn năn hối cải là mình hết, chứ không có vị thần linh nào làm cho mình hết tội được. Cho nên cái điểm là cái điểm mà chú tâm đắc, chú thấy rằng thực tế tự chủ, chứ không có do thần linh nào phán quyết hết. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là giáo lý từ bi của đạo Phật. Bởi vì chỉ có từ bi đó là trong đó, thì cái vị sư đó mới đem cái câu kinh Pháp Cú ra để mà giải thích là không thể lấy hận thù trừ được hận thù, mà chỉ có từ bi mới trừ được hận thù, đó là định luật ngàn xưa. Thì cái câu kinh đó trong kinh Pháp Cú, thầy chú mới nói rằng là cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay đó
mà nó đau khổ trầm trọng như vậy đó là do thiếu từ bi. Cái tình thương nó khác, mà từ bi nó khác. Bởi vì tình thương thì con người của mình cũng có tình thương, ví dụ như là anh em thương với nhau, vợ chồng thương với nhau, hàng xóm thương với nhau, có cái tình thương cũng vậy. Nhưng mà cái tình thương của con người có điều kiện mới thương, còn không có điều kiện thì không thương. Trong kinh Lăng Nghiêm thì có cái đoạn thế này: Hoàng hậu Vi Đề Hy mới hỏi vua Ba Tư Nặc rồi này, trên đời này là trẫm thương ai nhất? Tức là vợ hỏi chồng mà, thì người chồng mới nói, vua Ba Tư Nặc mới nói là trẫm thương ái khanh nhất trên đời này. Thì chồng thương vợ nói như vậy thì hợp lý, đâu có gì đâu. Thì Mạc Lị Phu Nhân mới hỏi này, bệ hạ nói giờ vậy mà chắc chưa? Nói chắc chưa? Vô bà từ nay mới gặp đầu chắc. Thế thì thần thiết ngoại tình thì bệ hạ tính sao? Vô bà từ nạc cũng nói chấm chặt đầu. Chấm chặt đầu. Như vậy đâu phải là nhất, phải không? Như vậy đâu phải là, nếu nói là trẫm thương ái khanh nhất trên đời này thì ái khanh có ngoại tình trẫm cũng phải thương, bởi vì nhất mà. Đằng này là hoàng hậu mới nói là thần thiếp ngoại tình thì bệ hạ tính sao? Là vua nó cũng mua chặt đầu, nhưng vậy không phải là nhất. Cái tình thương có điều kiện, mà không có điều kiện thì không thương. Cho nên là tình thương của con người, nhưng mà từ bi của đạo Phật thì không có điều kiện. Phải cũng thương, trái cũng thương, người có đạo cũng thương, người không có đạo cũng thương, da trắng cũng thương, da vàng cũng thương, thì thương hết. Đó nè, cái từ bi của đạo Phật. Và trong luật nói nè, cái giới thứ nhất đó, là trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay mái cửa vi tế côn trùng, có mạng sống thì không được giết. Đó là từ bi của đạo Phật. Cái từ bi của đạo Phật. Cho nên cái người Mỹ này nói với thầy là mình tâm đắc mấy cái điều mà trong cái quyển sách đó viết, mình thấy là thực tế quá. Từ bi là một, bình đẳng là hai, sám hối là ba. Đó nè, tất cả những cái giáo lý mà Đức Phật dạy đó, mình thấy rằng nó hợp với mình. Cho nên mình tuyên bố mình đổi đạo. Bây giờ mình là Phật tử, hỏi anh quy y với ai? Nói quy y với Đức Đạt Lai Đạt Ma. Như vậy trong đó có cái nghĩa sám hối là anh tâm đắc nhất. Bây giờ mình mới kiểm nghiệm lại cái lời của Đức Phật. Ăn cắp ăn trộm, mình đổ thừa cho cái tay mình ăn cắp. Cho nên luật pháp ta bắt được, người ta trói lại, người ta bỏ tù, ta kêu án là cái này gì tại cái thân mình. Nhưng mà Đức Phật nó không có phải. Thầy minh họa cái đó để cho quý vị thấy nè. Có hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Cái bạn khách tới nhà, cái bạn A là chủ nhà rồi. Người bạn chủ nhà mới hỏi rằng bạn đến chơi lâu mau? Thì cái người khách hôm nay nói là 3 hôm. Thì mới buổi sáng thôi, chiều đi vô trong nhà tắm thì đầu tiên hết đó, là thấy cái đồng hồ máng ở trên cái móc áo ở trong nhà tắm đó. Cái đồng hồ đó đắt tiền, nhìn thì biết cái đồng hồ đó đắt tiền. Chỉ con mắt có cái bổn phận là tiếp xúc với cái đồng hồ đó, rồi cái tham tâm nó khởi lên. Vì trong con người mình là có tham sân si, tức là 3 món gọi là tam độc, và cũng có 3 món là vô tham, vô sân, vô si, gọi là tam thiện căn. Nếu mình không có tam thiện căn thì không ai tu được. Tham là tham suốt đời, si thì si suốt đời. Đó là, nhưng mà nhờ cái 3 món tam thiện căn này, thế thì đầu tiên hết là thấy cái đồng hồ đó, cái tham tâm sở nó khởi lên,
rồi tắm xong rồi là lấy cái đồng hồ để giấu ở đâu đó. Ra mới nói với người chủ nhà đó, mình mới nghe cái cuộc điện thoại là người nhà có cái chuyện phải về gấp, mình không ở chơi được, đi về. Như vậy là ăn cắp cái đồng hồ. Vậy thì nếu như bắt được thì bắt được tay bay được cánh là cái người này lại giấu cái đồng hồ ở đâu đó, người ta mới ghép tội rằng cái người A người B này ăn trộm. Nhưng mà đầu tiên hết là cái tham tâm sở nó khởi lên, thì cái tay này nó khiến cho cái tay này lấy cái đồng hồ rồi giấu ở đâu đó, bởi vì tham mà. Cho nên là tóm thâu kể cả dòng họ bà con ruột thịt mà thâu được tóm được là thâu tóm, không bao giờ bỏ hết, gọi là cái tánh tham. Bây giờ có cái trường hợp đó mà cái người khách này nhìn thấy cái đồng hồ, biết cái đồng hồ này đắt tiền, mà cái vô tham tâm sở nó khởi lên chứ không có tham, tắm xong rồi lại cầm cái đồng hồ đó đem ra đưa ra cho mọi người, cái đồng hồ này của ai? Thì trong gia đình người ta không, vợ thì chồng, không có chồng thì có các con trong gia đình đó chứ có ai. Người ta nhận lại cái đồng hồ đó thì cái người khách này còn nói là gặp tao chứ gặp ai là rồi, mình làm anh hùng rôm, đúng không? Như vậy là vô tham, tâm sở vô tham thì cái việc làm nó gọi là thiện nghiệp, mà cái tham tâm sở nó khởi lên cái việc làm nó gọi là ác nghiệp. Như vậy là trong con người của chúng ta có hai việc tương phản với nhau, thiện và ác. Cái Đức Phật khuyên chúng ta nên làm theo thiện nghiệp. Đó nè, làm theo thiện nghiệp, hành động theo thiện nghiệp để tương lai của chúng ta được an lạc. Mà chúng ta hành động theo ác nghiệp thì tương lai của chúng ta sẽ đạo khổ. Như vậy để quý vị thấy rằng phương pháp sám hối của nhà Phật vừa là dân chủ, vừa là thực tế, mà hợp với khoa học, tự mình làm, tự mình ăn năn hối cải, thì việc làm của mình, tội lỗi của mình tự tiêu, chứ không có dựa vào một đấng thần linh nào. Đức Phật là cái bậc thầy hướng đạo, dẫn đạo, dạy cho chúng ta, còn tất cả cái hành động việc làm của chúng ta là tự chúng ta giải quyết lấy. Cái mối quan hệ mình với Đức Phật, Phật là thầy, giáo lý của Phật là sách giáo khoa, mình là học trò. Cho nên mình học sách giáo khoa của thầy mình thì mình trở nên người tốt, chứ Ngài không có quyền ban phước giáng hòa. Cho nên mình xưng với Phật là đệ tử. Mình xưng với Phật mình là đệ tử. Chữ đệ có nghĩa là em, mà chữ tử có nghĩa là con. Mình nói với Đức Phật mình là em của Phật. Tại vì Phật giác ngộ trước, Phật thành Phật trước, mình giác ngộ sau, mình thành Phật sau, mình là Phật em. Còn Đức Phật là Phật anh. Như vậy là mình với Đức Phật là mình Phật em, còn Ngài là Phật anh. Vì Phật giác ngộ trước, Phật thành Phật trước, còn mình giác ngộ sau, mình thành Phật sau. Kinh Niết Bàn Phật nói là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Vậy thì mình sẽ thành Phật tương lai. Nhưng bây giờ là mình còn là học trò của Ngài, mình còn si mê, mình còn phiền não, mình còn vọng tưởng, mình còn tham lam, mình là học trò, mình học giáo lý của Ngài. Thì Ngài là thầy của mình mới xưng là con. Đó nữa. Mình có cái câu là tán Phật nè: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Chỉ có đệ tử Đức Phật mới dám nói cái câu đó với Đức Phật, chứ không có một tín đồ nào dám nói với cái giáo chủ của tôn giáo của họ hết. Nói như vậy để chỉ có đệ tử của Đức Phật mới dám nói câu đó. Năng lễ có nghĩa là mình, sở lễ là Đức Phật, Đức Phật bị mình lễ. Phật là sở, mình là năng. Như vậy là Đức Phật bị mình lễ, mình là người hay lễ, Đức Phật là bị mình lễ, con gọi là sở lễ, là thanh tịnh. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, có nghĩa là cái sự qua lại giữa Phật và mình, giữa năng và sở,
hoàn toàn vắng lặng và thanh tịnh thì cái sự cảm thông qua lại không thể nghĩ bàn. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa, quý vị còn nhớ là Ngài thường bất khinh Bồ Tát, không biết tên của Ngài là gì, nhưng mà Ngài ra đường, Ngài gặp con nít, Ngài cũng lại. Nam phụ lão ấu, trẻ già lớn bé gì lại hết. Ngài còn nói nữa, tôi không dám khinh quý Ngài vì quý Ngài là Phật tương lai. Trời, Ngài nói vậy mà họ giác đá giác cây, họ đặt họ chửi Ngài con như trơn. Họ nói vậy ông này cũng khùng nữa, tôi vậy mà ông nói tôi là Phật, tôi còn tham lam, tôi còn dành ăn, tôi còn tật đốt, vậy mà ông nói tôi là Phật. Nó không nghe, đánh đập chửi bới đúng thứ chuyện mà Ngài đúng, nói đúng, Ngài nói đúng. Nếu Ngài nói mà sai thì kinh Niết Bàn Phật nói sai sao? Là Đức Phật nói là xác định là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật là phải tu, chứ không phải mình là Phật được, phải tu Phật tương lai. Bây giờ mình chưa là Phật, nhưng mà mình tu hành mình sẽ là Phật tương lai. Cho nên Ngài Thường Bất Kinh nói đúng giáo lý đại thừa là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, nhưng mà mình có cái bệnh tự ti mặc cảm, mình không nhận mình là Phật. Mình đâu dám nhận mình là Phật, nhưng mà Đức Phật nói mình là Phật tương lai. Vì vậy cho nên đó, mình bỏ quên cái bản tánh thanh tịnh của chính mình, mình chạy theo thất tình lục dục, mình chạy theo vọng tưởng điên đảo, mình chạy theo tham vọng, cho nên mình đánh mất cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, gọi là tội lỗi. Thì bây giờ mình phải thành tâm sám hối. Như vậy cái gì gọi là tội? Mình nói cái gì cũng tội hết, nhưng mà không biết cái tội là gì. Cái việc làm, cái hành động nào mà trái với nhân quả thì cái đó gọi là tội. Thí dụ quý vị đi ăn cắp, quý vị đi ăn trộm thì nó trái với nhân quả, bởi vì cái đồng tiền, cái của đó đó là người ta làm đổ mồ hôi xót mắt rồi ta cực khổ ta mới có tiền. Quý vị không làm gì hết, quý vị đè cổ người ta, quý vị trộm cướp, quý vị bằng mọi thủ đoạn, quý vị lừa đảo để lấy tiền của người ta, thì quý vị hài lòng, quý vị sung sướng, quý vị cười. Nhưng mà cái người đó họ mất của họ khóc, thì cái đó trái với nhân quả, cái đó gọi là tội. Bây giờ quý vị đem một cái quà quý vị cho người nghèo, họ nghèo quá, quý vị đem gạo, đem thuốc men, đem thực phẩm, quý vị cho cái người nghèo đó, cái người nghèo đó họ nhận, họ mừng lắm. Mà quý vị cho, quý vị cũng mừng nữa. Tức là cái người họ nhận cái quà đó đó, họ mừng, mình là cái người cho mình cũng mừng, thì cái đó gọi là phước đó nè. Nếu như họ không nhận thì mình tính sao? Mình cho cái người, mình đem cái quà mình cho người đó, họ, người đó họ nói là cảm ơn tôi không nhận, mình thấy quê quá, đúng không? Thấy quê, tự nhiên mình thấy mình cho được mình mừng lắm. Vì sao? Vì đem cái vật chất mà cho một đối phương đó hoan hỷ, mình hoan hỷ, cái việc đó đạo Phật gọi là phước. Như vậy quý vị đem gạo, thuốc men, quần áo, hồng xá, quý vị bố thí cho người khác, mà cái người nghèo đó họ nhận được cái quà có quý vị, họ mừng lắm. Mà quý vị là cái người cho, quý vị mừng lắm, thì cái đó gọi là phước, tức là có vật chất. Còn cái huệ đó thì không có, phước huệ song tu, cái huệ thì không có, không có hình tướng. Nhưng mà nó cũng tự lợi và lợi lợi tha. Cái phước cũng tự lợi và lợi tha, mà cái huệ cũng là tự lợi lợi tha. Ví dụ như mình tu cái hạnh nhẫn nhục, cái người đó họ chửi bới mình, họ nhục mạ mình, quý vị thấy không, là mình bị tổn thương mà quý vị nhẫn được, thì cái người họ nhục mạ mình rồi thì họ không còn cái đối kháng với mình nữa. Mà cái thứ hai là mình nhẫn được là mình vui, bởi vì người thế gian họ giải thích chữ nhẫn nhục có nghĩa là nhịn, là bị nhục, cho nên không ai nhịn hết.
ăn thua hết. Họ chửi cha mình thì mình chửi sao? Không ai chửi con họ đâu mà chửi ông nội họ. Một cái người đó họ bị mình chửi ông nội họ, họ chửi ông cố mình, mình chửi là ông sơ họ, như vậy là không ai nhịn hết. Bị nhịn là nhục. Nhưng mà giáo lý nhà Phật nói khác, chịu đựng mọi sự quỷ nhục của kẻ khác mà tâm mình không động thì gọi là nhẫn nhục. Cái tâm mình không động thì gọi nhẫn nhục. Thì kể hai cái nhà ở kế bên, cái bà này bà nuôi con chó, bà mua con chó đã mấy tháng tuổi mà về bà cưng lắm. Rồi cái nhà kế bên là anh Phật tử, tối tụng kinh, khuya về tụng kinh, bà ở sát bên bà nghe. Con chó của bà nó chạy qua nhà anh, có nuôi hai con gà. Con gà ác là nuôi để ăn cơm đổ rồi chơi vui thôi. Cái nó bà nó chụp con gà của anh. Anh mới ngồi cái bộ salon ra, đang uống cà phê, anh thấy con chó nó chạy nó chụp con gà nó la lên. Cái ảnh sẵn chiếc guốc của vợ ảnh để ở ngoài cái thềm ba, để ảnh cầm chiếc guốc ảnh phàn cái trúng con chó, cái nó là ăn ăn cái nó chủng cẩn lên nó chết. Cái bà chủ con chó bà nghe con chó bà nó la, bà qua bà thấy chó nó chủng cẩn lên nó chết, bà chửi. Đầu tiên ấy, bà chửi trâu, chửi bò, chửi chó, chửi heo. Cuối cùng bà chở cái bà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh mà tàn ác. Ảnh hết chịu nổi rồi. Bởi vì chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh là bà chửi từ Đức Phật xuống tới với mình đó. Ai chủ trương gõ mỏ tụng kinh là Đức Phật. Mà bà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh mà tàn ác, bà chửi luôn Đức Phật nè. Ảnh hết chịu, sang tay áo lên chạy ra ăn thua với bà đó. À, bà vợ bà ấy nghe lùng xùm ở trước, bà đang dọn dẹp ở sao, bà chạy ra bà nói: ông ơi, cái cơ hội này là cái cơ hội vợ chồng mình tu. Ảnh bỏ tay áo xuống. Cái cơ hội này cơ hội mà vợ chồng mình tu. Bởi vì khi mà ảnh nghe cái bà hàng xóm mà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh là ảnh nổi điên lên, nó hết chịu nổi rồi. Dù tu gì nữa, Phật còn ngồi trên bàn còn rớt xuống mà. Ảnh đứng dậy sang tay áo ăn thua với bà đó. À, thì bà vợ bà mấy cái động viên: anh ơi, cái cơ hội này là cái cơ hội vợ chồng mình tu. Mày bỏ tay áo xuống tiếp rồi cũng cà phê. Con gái của ảnh nó mới lấy cái khăn nó nhúng nước ở đằng nhà bếp, nó là nó đẩy con chó lại. Chút xíu con chó nó tỉnh dậy cái nó chạy về nhà thôi, êm không có gì hết. Mà từ tháng 4 mà cho tới tháng 7 Vu Lan báo hiếu, hai bên không nói chuyện với nhau, không ai nói ai hết. Thì bữa đó là tối 14 là ảnh chị đi chùa. Tối hôm đó là thầy tổ chức con hồng cài áo, thì bả cũng đi chùa. Hai người gặp nhau ở ngoài có ngoài đường đó. Bà mới nói: chú Tám ơi, chú hay quá, cái bữa đó mà chú không có dằn cái cơn mà nóng giận là tôi chú thành cái nụ cháu heo rồi. À, cái chú này Phật tử này nói: thôi chuyện quá khứ bỏ này, bây giờ chị em mình về chùa đi giữ lễ bông hồng cài áo xong. Như vậy quý vị thấy rằng mình thực tập cái pháp nhẫn nhục thì cái anh Phật tử này nhịn, thì cái bà hàng xóm nó không còn cái đối kháng nữa. Nhưng mà anh Phật tử này phải vui mừng mới được. Đó là bị quỷ nhục mà tâm không có gì, không có động thì gọi là nhẫn nhục. Anh không động tâm nữa thì như vậy là tự lợi, là anh có lợi. Mà lợi tha là cái bà chủ con chó nó cũng có lợi, nhưng cái đó gọi là huệ nhưng mà không có tướng. À, còn phước á là mình phải đem cái quà ra mình cho cái người nghèo đó, cái người nghèo đó họ nhận họ vui, mình cũng vui, thì đó là tự lợi và lợi tha mà có tướng gọi là phước. Còn khi mình tu nhẫn nhục là mình không bị cái người đối kháng với mình trong tâm mình vui, thì như vậy là tự lợi và lợi tha. Nhưng mà cái đó là không có hình tướng, cái đó gọi là huệ. Thí dụ như quý vị niệm Phật là tu huệ, niệm Phật là tu huệ. Sao gọi là huệ? Bởi vì quý vị niệm Phật là quý vị được an tâm.
quý vị vui rồi. Ở nào, trước hết là mình vui rồi. Cái thứ hai tức là các cái quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử mà họ nghe được cái câu niệm Phật của mình đó, họ được siêu thoát. Cho nên á, mình tu cái pháp môn niệm Phật mình cũng có lợi, mà cửu quyền thất tổ cha mẹ mình, quan hồn uổng tử, họ được siêu thoát là tự lợi và lợi tha. Đó là tu huệ, phước huệ song tu. Nhưng mà cái huệ đó thì nó không có tướng, mà cái phước thì nó có tướng. Mà cái gì nó trái với nhân quả gọi là tội. Thầy ra Hà Nội thầy đi thuyết pháp, thầy ghé nhà Phật tử, thầy thấy cái nhà một cái bát nhang gì mà họ để chân nhang ấy, nó bè ra, nó đổ tung hết. Thầy hỏi chứ sao không có dọn dẹp, họ trả lời nữa mang tội. Tôi nói vậy chứ ở chùa bữa nào ta cũng quét bằng Phật, ta nhổ chân nhang hết là tội hết rồi, đúng không? Quý vô chùa coi, ta nhổ chân nhang hết, ta làm bằng Phật rồi sạch sẽ hết. Còn đằng này để cái bát nhang vậy là mùng một Tết mà để cho tới 30 tháng chạp họ mới nhổ chân nhang nữa, mà họ nên rút chân nhang đâu có tội, ăn trộm ăn cắp mơ không mơ có tội. Còn nhổ chân nhang không có tội, làm biết cái tội gì. Thầy nói là tệ nhất là một phần phải dọn dẹp một lần, tệ nhất là một lần một đi làm việc rồi chủ nhật thứ bảy mình nghỉ ở nhà mình dọn bằng phần, thì qua bên cộng hòa séc, bên cộng hòa séc mấy gì người bắt không, cộng hòa séc là người bắt 100% là người bắt không, mà ta làm bằng Phật là đẹp lắm, không có cái bằng Phật nào mà chân ngang được nữa, như tụng lung như người Hà Nội đâu. Thầy nói là tuần lễ quý vị phải nghỉ một ngày, quý vị bao sái dọn dẹp bàn Phật, mình thờ Phật phải có văn hóa, mình thiếu văn hóa là mê tín. Chứ nhổ chân nhang là tội, ăn trộm nó có tội, nhổ chân nhang có tội gì? Thành tựu người ta nói tội, ta không còn định nghĩa được tội là gì, mà đạo Phật định nghĩa tội nghĩa là cái hành động của mình nó trái với nhân quả gọi là tội. Mà nhổ chân nhang đâu có trái với nhân quả đâu, không có trái với nhân quả, đó là làm sạch sẽ, thờ tự có văn hóa rồi làm cho nó gọn gàng, thờ tự đàng hoàng, cái gì cũng tốt hết. Cho nên hôm nay đó thầy gặp gỡ quý vị, cái nhân duyên không biết suốt đời có gặp nữa được hay không, đây là lần đầu tiên mà cũng không biết gặp được lần thứ hai nữa, không khó gặp lắm. Thầy khuyên quý vị ráng cố gắng. Trong cái đời sống của con người là có hai việc, ngoài cái cơm ăn áo mặc ra ai cũng phải cần cái đó hết, ông A bà B phải cần cái cơm ăn áo mặc, nhưng mà cái đó chưa đủ, mà còn phải để nuôi dưỡng cái tâm tánh của mình. Bởi vì con người chúng ta có hai mặt, về thân xác là một, về tinh thần là hai. Mình nuôi dưỡng được cái thân xác nó đầy đủ cơm ăn áo mặc là tốt, nhưng mình có nuôi dưỡng cái tâm tánh của mình hay không? Thầy đọc cái bài thơ của Không Lộ thiền sư cho quý vị. Đồ lợi tham danh mãn thế gian, bất như dưỡng tánh tự thanh nhàn, lũng kê hữu phạn than qua cận, giả hạt vô lương thiên địa phan, phú quý bá niên nan bảo thủ, tu hành lục đạo dị từng quận, khuyến quân tạo mít tu hành lộ, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. Đồ lợi tham danh mãn thế gian, nghĩa là mình nhìn ra ngoài xã hội thì thấy tham danh đoạt lợi nữa, mãn thế gian tức là đầy cả thế gian. Nếu đưa con mắt ra mình nhìn ra ngoài xã hội mình thấy tranh danh đoạt lợi đầy cả thế gian, bất như dưỡng tánh tự thanh nhàn, không bằng có một người họ nuôi dưỡng cái tâm tánh họ được an nhàn. Đưa ra hai cái hình ảnh, con gà nhốt ở trong cái lồng bằng vàng, có nước trong có gạo trắng, nhưng mà cái nồi nước sôi để kế bên,
thang qua hữu cận, đó là lũng kê hữu mạng thang qua cận. Con gà nhốt cái lồng bằng vàng, có gạo trắng có nước trong, mà cái nồi nước sôi để kế bên. Giả hạt vô lương thiên địa khoan, con hạt ở ngoài đồng trống nó không có lương thực, nhưng mà trời đất thênh thang rộng mở, nó không giống như con gà ở trong cái lồng vàng, nó có gạo trắng có nước trong, mà cái chết nó kế bên, cái nồi nước sôi để kế bên. Con hạt thì không có lương thực gì hết, nhưng mà rộng thênh thang trời đất, phú quý bá niên đang bảo thủ. Cái người giàu có ít ai giữ được trăm năm, khó giữ được trăm năm. Phú quý bá niên đang bảo thủ, khó giữ được trăm năm. Tu hành lục đạo dị tuần quần, cái người tu mà sáu nẻo luân hồi cũng khó qua lắm. Đó là tu hành lục đạo dị tuần quần. Cái người giàu thì khó giữ được cửa của trăm năm, nhưng mà cái người tu đó thì khó mà qua được sáu nẻo luân hồi. Khuyến quân tạo mít tu hành lộ, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. Ngày khuyên tất cả mọi người chọn con đường tu tâm dưỡng tánh. Lỡ mất thân này là muôn kiếp khó gặp lại. Như vậy quý vị thấy là mình được làm con người mà tiến lên được hiền thánh, làm Bồ Tát, làm Phật không có khó lắm, không có khó lắm, dễ chứ không có khó lắm. Nếu mình hạ quyết tâm thì mình sẽ tiến dần dần lên cái hàng hiền thánh, không có khó lắm. Ngặt gì trước mắt của mình là tham danh đoạt lợi, tức là mình nhiễm với cái bụi trần ai, để rồi khi cuộc đời mình nhắm mắt xuôi tay rồi, cái thần thức thức của mình phải bị lạc vào tam ác đạo là địa ngục, gạ quỷ, súc sinh. Cuối nẻo đường trần của mình là đi ba con đường. Con đường thứ nhất gọi là nhân đạo là được làm người, thứ hai là ác đạo, thứ ba là thiên đạo. Nếu mình được sanh về thế giới cực lạc hay được sanh về các cõi trời thì đó tạm gọi là thiên đạo, là con đường tốt. Mà thứ hai là nhân đạo, là mình trở lại mình được làm người. Cái thứ ba là ác đạo, tức là mình đi cái con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì khi mình nhắm mắt mình lìa khỏi cái cuộc đời này, phải đi ba con đường đó là thiện đạo, nhân đạo và ác đạo, thì Đức Phật ngài thị hiện làm con người để ngài hướng dẫn cho mình là nếu đi lên con đường thiên đạo tốt, mà nếu như không được thì làm được con người ở cái cõi này, chứ đừng có chết rồi mới xa vào tam ác đạo là cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngài khuyên lên cho chúng ta. Thầy có cái anh Phật tử 56 tuổi mà không có quy y. Cái anh này thì giỏi lắm, nghĩa là nhà chùa thuộc kinh gì thì anh thuộc kinh đấy, nhà chùa có cái công pháp gì thì anh đóng góp, anh làm cực lực, không thiếu sót một cái công pháp từ thiện xã hội nào hết. Nhưng mà quy y tam bảo thì ông còn không vui. Thầy hỏi thì anh mới nói thầy này, như vậy là con làm Phật tử đủ rồi, nghĩa là quý thầy tụng kinh gì con tụng kinh đó, nhà chùa có cái công tác gì thì con sẵn sàng, và có cái việc từ thiện xã hội nào con đóng góp, con không từ chối gì. Như vậy là Phật tử được rồi, thì buộc con phải quy làm gì. Đức Phật khó quá, anh nói Phật khó lắm, không có quy y. Thầy mới nói anh nghe đây này, anh đi đường anh thấy mấy cái công ty của nước ngoài bây giờ họ vô Việt Nam họ làm ăn, giao đất cho họ rồi họ làm một cái bờ rào tốn kém biết bao nhiêu tiền, mà cái tường rào đó ít lợi gì anh. Anh ngồi anh nghiệm nghiệm, anh nói có ít lợi chứ, người ta làm cái bờ rào, cái bờ tường đó để người ta chống ăn trộm, người ta không có rồi
xâm hại đến tài sản trong cái nhà máy, cái công ty đó. Như vậy là nó ít lợi của cái hàng rào rồi cái bờ tường đó, đúng không? Như vậy Đức Phật á, Ngài mới thấy rằng là anh thiếu cái hàng rào. Cho nên tất cả những cái tội lỗi, những cái sai lầm, những cái hành vi của con người mà nó xâm nhập vào con người của anh, giống như là cái nhà máy, cái xí nghiệp nó không có cái tường rào, rồi ăn trộm kẻ gian là nó muốn vô giờ nào nó vô, nó rinh hết đồ đạc ở trong cái xí nghiệp, cái nhà máy đó, là nhà máy nó bị thất bại. Thì anh cũng như vậy. Cho nên bây giờ đó là anh nên rào cái hàng rào lại cho kiên cố để ngăn ngừa cái hành vi sai trái của con người. Như vậy Đức Phật thương mình hay là Đức Phật khó? Anh suy nghĩ Đức Phật thương mình hay có? Phật thương mình. Cho nên Phật mới bảo vệ, làm cái hàng rào đó để bảo vệ cái giới thân huệ mạng, để bảo vệ cái hành vi sai trái của con người, để con người tiến dần lên chân thiện mỹ. Như vậy là Phật khó là sao? Anh nói Phật khó. Bây giờ anh thấy cái của đó, anh khởi cái lòng tham lên. Nhưng mà khi anh thọ giới rồi, anh giữ cái giới không trộm cướp, thì anh mới nghĩ rằng này, mình là Phật tử, mình thọ giới không gian tham trộm cướp. Thì bây giờ mình thấy cái của mình khởi cái lòng tham lên, thì cái lòng tham của anh tự nhiên nó mất liền, vì do cái giới này, do cái hàng rào này nó ngăn chặn lại. Rồi như vậy tức là anh không sai phạm. Mà anh không sai phạm về cái lỗi lầm đó, thì đối với thế gian anh khỏi ở tù. Anh nói khỏi ở tù, ông không tăng, ông trộm cướp ở tù, mà anh không trộm cướp anh khỏi bị ở tù. Đó là cái luật pháp của thế gian, anh tránh được cái luật pháp cho thế gian. Thứ hai là anh tránh được cái nhân quả, đời này gian tham trộm cắp, đời sau nghèo. Chứ không có anh có tài, anh có tiền đâu, mà phải có bố thí mới có tiền. Thầy kể cho anh nghe là có cái anh này, anh học giỏi lắm. Anh về anh làm công cho một cái ông chủ này, một cái hãng xưởng này. Thì khi mà anh về anh làm công cho cái ông chủ này, cái hãng xưởng này, thì cái hãng xưởng ông chủ này nó phát lên giàu có lắm. Một thời gian anh nghĩ rằng là do cái công sức của mình đóng góp, cho nên cái ông chủ này ông giàu. Anh bây giờ anh tách rời ra, anh về anh làm riêng, anh đi vay tiền, rồi anh đi mượn của bạn bè, rồi anh mở công ty, anh làm cái anh lỗ quá trời. Cái bán cái cơ sở nó mới tiếp tục vô làm công cho cái ông chủ này. Mà khi anh trở vô anh làm công cho cái ông chủ này là cái ông chủ này giàu. Anh tách rời ra anh làm anh nghèo, mà anh vô anh làm cho người ta anh giàu. Anh mới nghĩ như vậy mình có tài nữa. Mà tại sao mình không có tiền, còn cái ông chủ này là ông không bằng mình. Cái học vấn ông rất là bình thường, nhưng mà tại sao ông làm là ông giàu có, còn mình có tài mà mình ra mình làm cái ra thất bại là vì anh không có bố thí. Như vậy là đời trước cái ông chủ này nó có bố thí rồi, cho nên bây giờ ông làm chơi mà ăn thiệt. Còn anh ngày xưa anh tham lam, cho nên bây giờ anh có tài mà anh làm đâu anh đổ nợ đó. Bây vợ con anh mới bỏ anh luôn hết, nó làm ăn thất bại, nó vợ con rồi bỏ hết. Không ai nhìn, anh thấy rõ ràng chứ không phải có tài là có tiền đâu, mà phải bố thí. Vì vậy cho nên á, khi mà anh có giới đức rồi, thì anh khỏi phải tù tội của thế gian là một. Thứ hai là anh này, về mặt nhân quả, thì bây giờ anh gian tham, đó nè, thì đời sau anh phải bần cùng nghèo khổ. Rõ ràng anh tránh được hai cái việc của thế gian là một, là của nhân quả là hai. Mà cái nhân quả này là nó không phải là của Đức Phật, mà là một quy luật khách quan tự nhiên. Nhân nào quả nấy. Hãy đời này quý vị tạo cái nhân làm người, thì đời sau quý vị được làm người. Quý vị đời này quý tạo là cái nhân bố thí, thì đời sau cái quả có quý vị được giàu sang. Còn bây giờ quý vị tham lam trộm cắp, thì đời sau quý vị nghèo khổ bần cùng, hoặc giả làm có tiền rồi nước trôi lửa cháy, giặc cướp rồi tiêu tan, rồi tay không vẫn quần tay không, là do cái nhân quả đó. Cho nên bây giờ thì quý vị ráng cố gắng. Thầy nói quý vị có ở cái nước Hoa Kỳ này là quý vị có phước rồi. Về cái cơm ăn áo mặc đó nè, quý vị khỏi bận tâm.
Nhưng bây giờ quý vị gặp được Tam Bảo, có thầy lành bạn tốt, có chùa, có nơi quý vị ráng cố gắng tham gia để tu, tu tập. Mà mỗi người phải cố gắng đem hết cái tâm lực của mình để mà trao dồi cái tâm tánh của mình. Chứ không thôi như con gà ở trong cái lồng vàng, mà cái nồi nước sôi để cái bên không biết giờ nào người ta cắt cổ và nhúng nước sôi, quý vị thấy không? À, như vậy là ở trong cái tham dục này, ở trong cái danh lợi này, thì giống như con gà mà người ta nuôi dưỡng kỹ lưỡng, có gạo trắng nước trong, nhưng mà nước sôi để cái bên không biết là họ nhúng vô nước sôi lúc nào, còn con hạt ở ngoài động kia nó không có lương thực, không ai ràng buộc nó hết, mà tâm tánh của nó là thảnh thơi rỗng rang, trời đất mênh mông, không có ai ràng buộc nó hết. Tức là ngày đưa ra hai cái hình ảnh đó. Còn người giàu có ở thế gian này khó giữ được trăm năm, người tu mà lục đạo cũng khó quá. Cho nên ngày khuyến quân tảo mít tu hạnh lộ, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan, khuyên tất cả mọi người gắn bó trên con đường tu tập, để rồi thì mất cái thân này được làm thân người ở sau khó lắm. A-di-đà-phật. Thôi thì buổi giảng tới đây kết thúc, và cầu chúc Tam Bảo gia hộ cho tất cả được an lành trong chánh pháp. Và sau đây thầy có một cái việc muốn quý vị gieo duyên với thầy, gieo duyên thôi, bởi vì thầy nghĩ là quý vị tu tịnh độ, sáng này nghe quý vị tụng kinh Di Đà, quý vị niệm Phật, thầy cũng tu tịnh độ thờ Phật Di Đà, mà thầy đang làm chùa, mà thầy không có khuyên quý vị làm chùa. Thầy khuyên quý vị trợ duyên với thầy để tạo cái tượng Phật ở Di Đà, để thầy thì thầy có mấy cái đạo tràng niệm Phật, mà ngày vía Di Đà là Hoa Đăng đó, thầy làm trọng đại lớn lắm. Nhưng mà cái chùa này thì làng họ giao lại thầy 195 năm, thầy đang xây cất đó. Nhưng mà cái đạo tràng niệm Phật thì thầy muốn quý vị gieo duyên với thầy là thầy dựng cái tượng Di Đà bằng đá non nước 8 thước, chiều cao 8 thước. Thì cái khu vực cho đó là cái thuần túy Phật giáo không, thì đó nhà quê thì họ nghèo, nhưng mà thầy cố gắng để đem cái tinh thần, để đem cái công đức của thầy, thầy tạo dựng cái đạo tràng niệm Phật ở đó, để mình thành lập một cái nơi mà họ biết niệm Phật. Năm cách đây 2 năm thầy đem cái tượng Phật đó về, thầy mở cái tượng Phật đó ra, cả cái thị trấn Phước Bủ đó họ mới tới, họ ôm cái mặt Đức Phật họ hung. Nửa đêm lúc 10 giờ thầy đứng thầy chảy nước mắt, thầy nghĩ rằng tổ tiên ông bà họ bao nhiêu trăm năm nay cái chỗ này không bao giờ có cái tượng Phật, hôm nay thầy đem cái tượng Phật Di Đà về, ở trên xe chở xuống, mở cái khuôn nó ra để dựng lên, giờ dựng lên cái đế đó. Thì cả cái dân làng đó họ nghe được, 10 giờ đêm họ đến, họ ôm cái mặt của Đức Phật, cái mặt 2 thước luôn mà, vì cái tượng 8 thước rồi cái mặt không ngày tới 2 thước luôn. Cả dân chúng ở đó họ ôm cái mặt Đức Phật vậy là họ hung. Mà thầy đứng là thầy chảy nước mắt. Cho nên là mình thấy một cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, đem cái tượng về, họ không biết gì Phật Pháp hết, ông này dân thường mà, nhưng mà họ nghĩ rằng hôm nay có Đức Phật lớn về cái làng của mình, về cái địa phương của mình, cho nên họ tập trung hết trẻ già trai gái vậy mà để cái tượng Phật xuống ồn hung. Mấy cái ông mà làm cái cần cẩu họ nói thôi để họ hung đi, cho nó họ thỏa mãn họ đi, cả tiếng đồng hồ họ ồn cái mặt họ hung, để thầy thấy thầy cảm động. Thầy đang thiết kế cái đài, cái tượng Di Đà đó, để tháng 11 này thầy tổ chức là Hoa Đăng. Vì thầy tổ chức Hoa Đăng đó, thì ngày tối 17 thầy tổ chức trên 2.000 người. Thầy tổ chức rộng, trong cái sân nó rộng lắm. Thì đốt đèn, thầy đọc 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, rồi thầy tụng kinh Dạ Di Đà, rồi niệm Phật, thì 2 tiếng đồng hồ. Tức là 8 giờ thì đợi cho nó tắt đèn hết, tối hẳn đàng hoàng thầy mới làm lễ Hoa Đăng. Thì làm cho tới 10:30 thì nấu cháo rồi hết cho thầy đạo tràng họ ăn, rồi họ ra xe hộ về. Thì năm nào thầy cũng tổ chức cái
quả đăng Đi Di Đà lớn lắm. A Di Đà Phật.